Được chưa? Đây, bắt đầu đi. Chị thấy nha. Đi ạ. 0938 đó, 747422 á. Bữa có lưu không? Ừ. Gì chút nữa tới chị về chị gửi cho. Bye bye. Chị gửi nhầm tao không biết đâu nè mày. Gửi nhầm là vẫn đòi tiền như thường nha. Cảm ơn Gắm nhiều nha. Dạ tụi ơi, mụn ơi là mụn. Tại sao có mấy loại mụn ẩn này thế? Này mới là mụn ẩn nè. Lấp kỹ. Ghê. Ừ. Có cọng lông ở dưới luôn á. Có cọng lông nằm trong đó luôn á. Hiếu chắc nó lâu đời. Nhắm mắt đi. Ông mở mắt gì hoài vậy? Không có quên nhắm mắt. Em tìm thấy chị ở đâu vậy? Facebook. Facebook gặp hả? Gõ tìm hay là tự gặp? Em gõ tìm. Gõ tìm gì? Gõ tìm spa gần đây. Là trên Facebook cũng ra nữa hả? Em gõ trên Google. À. Nó hiện ra. Xong rồi lướt Facebook gặp nữa. Ừ. Là lên trên Google thấy trước hả? Đợi chị em tí nha Nhật. Con lấy một mũi không gì? Em muốn lấy không? Tại mũi em nhiều. Tùy em, mẹ muốn lấy thì chị lấy à. Tiền qua rồi đó. Nó về tới nhà chưa mà chuyển tiền hay vậy? Em chỉ đứng ngoài á.
Cũng có thể là thông báo khác chứ không phải là chuyển tiền. Ai à, mà phú ụ luôn, giả bộ ngước ngước lên được không? Đúng rồi đó, cuối quá chị không có thấy mấy con mụn đâu hết. Còn để sau đi ha. Ăn gì chưa bé? Đói không? Bữa nặng về thấy đỡ nhiều không em? Về là có xài thuốc của chị mà phải không? Là hình như đi có một lần mà phải không ta? Hai hai. Ok. Thôi cái chỗ khác bắt đầu. Dạ non hả em? Non mà còn bị viêm nữa chứ. Chị đang rất mỏi đây. Em cứ khúi hoài không thấy đường nè.
chết rồi, hết thấy đường rồi. Đừng 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 đừng. Hết thấy đường rồi Thúy ơi. Thú hả? Ok, anh làm bạn kia đi.